Bích tan thanh mọi kiểu hình, bích nghĩ thần cung phương tích tại, hoảng nhiên thanh thế mỹ tưởng trình, phụ trì ngưỡng vọng bền ân đức, thái tục phù ê vị. Nằm bên bờ sông Hồng quanh năm lộng gió, đình chèm như một nét chấm phá không thể thiếu cho bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Những cột trụ uy nghi hẳn lên nét thời gian. Mái đình cổ kính cong cong nhuốm màu sương gió. Đình Chèm là niềm tự hào của những người con làng Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đình thờ Đức Thánh Chèm tên là Lý Thân, tức Lý Ông Trọng, được lưu truyền là nhà ngoại giao đầu tiên của nước Việt, là người Đỗ Hiếu Liêm đầu tiên, tức là tiến sĩ, đồng thời cũng là lưỡng quốc tướng công đầu tiên của nước ta. Quả chèo mình ngược đến Chèm, viếng Lý Ông Trọng hoa trên mái đình, giò Chèm ai có xinh xinh, chè kho cháo cái đượm tình quê hương. Đình Chèm thường gọi là đền Chèm hay gọi là đền Lý Hiệu Úy, thuộc làng Chèm, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay là phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đình Chèm là ngôi đình bề thế nhất thời Thăng Long ngày xưa. Nó mang trong mình một cái sự tích về một vị tướng tài cao đức trọng. Đình Chèm thờ Lý Ông Trọng, Úy là Lý Thân, gọi là Đức Hy Khang Thiên Vương, một danh tướng và một là một nhà ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đình Chèm của ngày hôm nay vẫn giữ được những nét kiến trúc nguyên vẹn, vừa rất truyền thống, rất Việt Nam nhưng cũng lại rất riêng, khó lòng tìm thấy ở một ngôi đình nào khác. Nét đặc sắc trong kiến trúc đình Chèm là nghệ thuật chạm trổ hoa văn như chạm nổi, chạm bong, chạm thủy, với chủ đề xuyên suốt trong nghệ thuật chạm khắc chính là tứ linh. Đan sen có rồng cuốn thủy, cá vượt vũ môn. Đặc biệt, gian giữa nhà đại bái, các nét chạm trổ không theo đăng đối. Phía trên nhà đại bái còn chạm chim phượng ngậm bài tứ linh thi. Thụy vật tương toàn hữu tứ linh, hảo bằng khắc họa kiến văn minh. Vũ mau lân giáp tề xương trưởng, kim bích tan thanh mọi kiểu hình. Bích nghĩ thần cung phương tích tại, hoảng nhiên thanh thế mỹ tưởng trình. Phụ trì ngưỡng vọng bền ân đức, thái tục phù ê vĩnh thái bình. Đức Thánh Chèm trong tâm thức của người Việt là người có sức khỏe phi thường, cao 2 trượng 6, uy nghi hơn người. Ông làm quan thời Hùng Vương và thời Thục Phán An Dương Vương, không chỉ có công đánh giặc giữ nước cả 2 triều đại, Lý Ông Trọng còn được cử sang giúp vua Tần của Trung Quốc dẹp giặc Hung Nô và được vua Tần gả công chúa Bạch Vũ Cung. Tại đình Chèm ngày hôm nay, bên cạnh bàn thờ Lý Ông Trọng là bàn thờ Bạch Tĩnh Cung công chúa. Trong ký ức của những người con đất Chèm, những ngày rằm mồng 1 luôn là những ngày thật đặc biệt. Vào ngày nay, truyền thuyết về Đức Thánh Chèm lại được nhắc trong những nghi lễ linh thiêng. Các cụ già trong làng kính cẩn nghiêng mình bên bàn thờ, cầu mong ngài che chở, bao bọc làng Chèm như ngàn năm qua vẫn là như thế.
Để rồi cứ đến ngày 14, 15, 16 tháng 5 âm lịch hàng năm, dù có bận bịu thế nào, có tất bật ngược xuôi đến đâu, những người con đất Chèm từ khắp bốn phương vẫn cố vun vén để được về đình làng thắp nén hương trong ngày hội. Trong lễ hội đình Chèm có mấy cái đặc biệt, nhất là cái nghi lễ nghinh thủy, tức là rước nước, rước về để thờ thánh. Thì đoàn rước đi từ bến Ngự, đi qua cửa đình, lên địa phận của anh hai Hoàng Xá, của anh ba Hoàng Liên, sau đó thuyền về trước cửa đình, quay ba vòng rồi mới múc nước. Mỗi lần múc là 9 gáo một lần, múc cho đến khi đầy chóe. Thì ý nghĩa của việc lấy nước thiêng này là một là để thờ thánh hàng ngày, hai là để tắm cho Đức Thánh trong lúc mục dục Đức Thánh, tức là trong ngày hội thì có tổ chức mục dục. Thứ ba là mong cho cuộc sống đầy đủ, sung túc. Lênh đênh cùng thuyền bè trên dòng sông Hồng đã bao lâu nay, bận công việc mưu sinh, công việc gia đình, cuộc sống, nhưng chẳng ngày rằm mồng một nào gia đình anh Tuấn quên biện lấy một cái lễ nhỏ, tấp thuyền vào bờ ghé đình thắp nén nhang thơm. Trong tâm trí của những người con làng Chèm, dù cho sông Hồng có ngày nước nổi nước chìm, có ngày sóng yên, có ngày nổi gió, nhưng còn thấy đình Chèm sừng sững, ấy là còn an yên trong lòng. Tôi là người sinh ra và lớn lên tại làng Chèm này. Năm nay là năm thứ 80. Tôi được sống ở cái đất làng Chèm này rồi. Ngày rằm mùng 1, toàn dân các gia đình đều ra để lễ thánh. Và có những công việc gì trong gia đình đại sự, thí dụ như là xây dựng ngôi nhà này, hoặc là cưới treo xây dựng cho con cái, đều là ra đem hương vàng ra để lễ thánh, để Ngài phù hộ cho được vạn sự may mắn. An yên trong lòng là khi ta có niềm tin vào một điều gì đó trong cuộc sống để vượt qua những bão giông của cuộc đời, như người dân làng Chèm luôn có sự chở che của mái đình Chèm từ trong tiềm thức.